sức khỏe yếu, cho nên là anh Vũ sẽ chọn cái vai và vú nhẹ hơn và Việt Hương vào vai nội. Nhưng mà nếu mà quay nam mà để cho nữ đóng thì nó không đúng, cho nên đổi cái giới tính Hương lại. Thì khi đó Hương có nhờ chị Hồng Vân là phải đóng vai chị Đại để nữ đánh nữ, nó không sao. À, nữ đánh chị Việt Hương là nữ thì không sao, nhưng mà nam thì đánh thì kỳ quá, cho nên chị Hồng Vân đồng ý. Và đồng ý cho Việt Hương đổi hình tượng vai ông nội thành cái hình ảnh này. Và Hương phải chọn cái này, và vai này là do Hoàng Tấn Cường và chị Hồng Vân, Việt Hương đã ngồi tạo hình ra có ngày hôm nay. Và khi đó Mr. Tô thấy thích quá, Mr. Tô mới nói em thích hình tượng này của chị Việt Hương, thì Việt Hương mới xin. Tại vì Hương giữ hình tượng này trong cái tiền truyện của Tô. Và trong suốt quá trình Tô đóng á, Tô làm cái tiền truyện mà từng cái gian đoạn thì Việt Hương đóng đi ngang qua màn hình thôi, á cái hết. Là Tô mời chị Việt Hương để làm PR thôi, Hương cũng đồng ý đóng cho Tô. Thì sau đó Tô rất thích hình ảnh này và đã giữ lại hình ảnh này trong một cái series mà Tô muốn. À, khi Tô kể với chị, kể lễ kệ chuyện mày, kể kể lễ kệ mày, nhưng mà khi mà nó kể ra cái dự án là em muốn làm như vậy, em muốn chị đầu tư cho em là em của chị, thì Hương đồng ý để làm cho Tô. Cái hình tượng này á là từ trong cái xương của chị luôn, bây giờ giữ ở ngoài đời. À không, cái Tô, cái vai này của Tô á là cái này á, là của cái hình ảnh của phim Sấm Chớp 3D. Không, em đang nói cái ngoại hình chưa. Khi mà muốn làm cái này là trước cái đời của cái cô này, ông nội ba, ông nội này á, trong Sấm Chớp 3D là xảy ra là tiền chuyện là chịu gì, thì Hương cắt cái tóc này cho trước đó là Hương đã giúp chị Đại như thế nào để một chén cơm bây giờ chị có thể chia cho Hương một nửa. À, thì Hương cần cái tóc này. Và sau đó thì lại rớt vào một cái dự án, đó là Ai Chết Giơ Tay của Quỳnh Lập, thì lại cần một cái vai người phụ nữ sồn sồn ba phải tào lao xí mứng. Thì cái chuyện của Việt Hương là cái tóc của những cái người cắt tóc tém á, là thường là người phải hơi thời trang chút, thì cắt lên như Việt Hương hở tay rồi nửa tháng là mình phải chỉnh tóc lần. Còn cái vai cái bà đó là tóc bà tới đây nè, có nghĩa tóc tém mà cắt giống như ra chợ ế cắt là cắt cái rột của nó ta đây, nó hơi lố nhố lỗ nhổ. Thì sau cái phim này thì tới cái phim đó Hương thấy hợp lý quá, thì Hương mới để cho cái vai Hương tóc lỗ nhổ vậy, xong xớp qua cái kẹp hiểu không, giống như là đàn bà mà hơi gọi là bệ rạc chút á, giống như bỏ bản thân lo chuyện tàu lao nó bệ rạc. Thì Quỳnh Lập rất thích cái hình ảnh đó của Hương. À, Hương giữ cái hình ảnh đó, sau khi đóng xong rồi thì Hương mới cắt lại ngày hôm nay để ra bắt cho nó đẹp. Nhưng nói thật chứ các bạn, nếu có một ngày nào đó các bạn không rứng duyên về cuộc đời của Việt Hương, thích cái gì nhất, gu của Hương nha, thích tóc tém nhất. Đàn ông đối với Hương, một là để tóc dài cho nên lấy ông chồng để tóc dài, hai là cạo trọc mới chết chứ. Có nghĩa là cái người nào mà cạo trọc đi ngang qua cuộc đời Hương là Hương sẽ nhìn liền, có thấy lạ lạ. Còn nếu như ai để tóc dài mà im im là chết với tôi, là tôi dòm liền. Bởi vì tôi ồn ào, tôi náo nhiệt, thì tôi cái người nào mà càng im lặng thì càng thu hút Việt Hương. Và cái người nào mà cạo trọc hay để tóc dài thà vậy chứ lưng lửng là tôi không chịu. Bản thân cá tính Việt Hương nha, Hương thích Hương là người cắt tóc tém. Và đúng như những gì Hương nghĩ, có nghĩa là Hương cắt tóc tém và giờ ông chồng tóc dài, mà ông chồng nay tóc dài vô cùng dài tới đây luôn, ông cột lên luôn. À, thì chứ là cuộc sống viên mãn, miễn sao cái vui là được. Và bây giờ rất là vui với cái hình ảnh hai vợ chồng. À, có thể cá tính thì Hương quá mạnh, Việt Hương uống cà phê đá mà chỉ một muỗng đường thôi, nhưng mà chồng của Việt Hương là uống sữa tươi, uống cam dắt, uống sinh tố bơ, sinh tố dâu. Và khi vô chợ là anh em ơi, anh mua cái cà phê này cho em, mà cái loại này là đậm đặc, em nó loại đắng. Sô cô la cũng vậy, bên Mỹ gọi là chocolate, thì Hương chọn là dark chocolate, có nghĩa là chocolate phải đắng mà phải 70-80 độ ăn đã. Trong khi chồng đang nhức nhí nhảnh, em ơi, cái chocolate sữa này đó em, nó béo lắm, nó thơm. Thì hai vợ chồng tôi cũng không hiểu, nhưng mà tôi nghĩ cái gì nó như vậy thì nó hít nhau âm dương, chắc là cái cá tính Hương mạnh á, cái Hương nghĩ đó là cũng là cái hay hay. À, và đó là Hương nói là nếu cho tôi một bài phỏng vấn là tôi nói tôi rất là thích cắt tóc này, nhưng mà tóc này khó đóng lắm, thành ra là có nhiều lúc Hương phải đội tóc giả với lại ngồi làm ban giám khảo. Cái này cá tính quá, nhiều khi con nít nó cũng sợ, hoặc là cái người thi người ta thấy bị áp lực thì phải để tóc dài rồi mới tóc. À, cho nên là đối với Việt Hương, nhưng tôi khuyên các bạn nữ nhà báo đang đứng trước mặt tôi, hãy thử một lần cắt tóc tém đi, các bạn sẽ thấy rất khỏe và rất thoải mái, tăng động, chơi đi kệ nó, cuộc đời có bao lâu mà hỡn hờ, không được mình để tóc dài lại. Chị như nói như nãy giờ chị chia sẻ hai cá tính của chị với chồng chị hoàn toàn đối lập á, thì nếu mọi người nói là đằng sau cái sự thành công của Việt Hương là một cái bờ vai vững chắc của ông xã thì chị nghĩ đó là do cái bề ngoài thôi, hoặc là cái tính cách, hoặc là cái ăn uống, cái bề ngoài thôi. Còn cái thật ra bên trong á thì chồng là một cái bài riêng, cái dính vô đây nó hơi bị vui riêng, nhưng mà nếu đó là đúng là một bờ vai. Tại vì thật ra ông xã Việt Hương học rất là cao về bên nhạc, học ra tới thạc sĩ,
về về dàn nhạc Big Band luôn. Thì họ, nếu mà nói về nhạc Big Band chắc các bạn hiểu là họ phải biết rất nhiều nhạc cụ, họ phải hiểu được tâm lý của từng nhạc công như thế nào, để nhạc sĩ như thế nào để họ điều phối và họ âm phối khí. Có thể là tôi không giỏi về cái phần đó, nhưng mà cái phần nhìn xa, hiểu rộng về âm nhạc, về nghe, về cảm nhận về âm nhạc, thì tất cả nhiều thứ thì tôi phải học ảnh rất là nhiều. Có thể những cái tôi không biết, tôi mặc ngu ra đó để mà tôi hỏi về ảnh, hoặc là cũng có nhiều cái mà dịch ra những cái mà một phần truyền hình thực tế Việt Phương thành công là nhờ ổng. Tại vì mình ngồi coi mình không hiểu là họ nói những cái gì mà ăn dữ vậy, 20 năm ở truyền hình Mỹ ăn dữ vậy, ổng dịch cho mình sát và họ hiểu, đánh cho cái tâm lý. Tại vì sau khi đó thì ông xã Việt Phương là giáo viên dạy lại luôn, là giáo sư dạy lại cho trường luôn, thì cái cách truyền đạt dạy cho mình á, mình rất là nể. Khi vợ chồng thì nể và tôn trọng nhau thì mới sống được với nhau, cứ như vậy. Và các bạn cũng thấy là cá tính Hương mạnh như vậy thì cái người bên cạnh Hương không phải dễ dàng phóng Hương đâu, rất là khó phóng với một người như Hương. Cho nên là chắc là một ngày đó các bạn phải cho về cô một ngày riêng về gia đình, hôn nhân và sự nghiệp. Còn hôm nay chúng ta tập trung vô cái này một chút. Cảm ơn bạn nha, đầy đủ ha. Rồi vô.